Ta sẽ đến với đội hình thi đấu của cái đội Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chung Hoi Song. Vẫn có những nhân vật quen thuộc. Trong khi bên phía Bình Dương dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Thành Sơn có các cầu thủ cựu binh như Bùi Tuấn Trường, Anh Đức nhờ những bàn thắng của Ri Mario. Quảng Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã giành chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn. Còn bây giờ trên sân vận động Thống Nhất thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã chính thức trận đấu với Dược Nam Hàm Định thì Tô Văn Vũ đã thực hiện không thành công một quả penalty. Và trận đấu đó thì BKMX Bình Dương cũng đã để đối thủ cầm hòa 1-1 một cách đáng tiếc thì đội bóng đất thủ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ismail, cơ hội đầu tiên và bàn thắng đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một sai lầm của hàng phòng ngự BKMX Bình Dương. Và chân sút mới của Thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng nó một cách triệt để. Một tình huống không quá nguy hiểm, một đường truyền dài trực diện, nhưng Ismail đã bứt phá được qua chốt chặn cuối cùng nơi hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương. Có vẻ như người vừa mắc lỗi vừa rồi là trung vệ trẻ Thanh Long. Mới góp mặt với Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Ismail đã kịp đóng góp hai bàn thắng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này từ đường truyền dài của Hồ Tùng Quốc. Thanh Long đáng lẽ phải làm tốt hơn, nhưng một cú trượt chân và pha can thiệp không tốt đã để cho Ismail đối mặt với Bùi Tiến Trường. Chúng ta hãy cùng xem lại góc này một cách rõ hơn. Và pha sửa bóng nhẹ nhàng của tiền đạo mang áo số 24 đã hạ gục thủ môn dày dặn kinh nghiệm Bùi Tiến Trường. Viettel và Hải Phòng. Nguy hiểm, không vào, không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp vẫn còn. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ áo xanh. Rất tiếc cho BKMX Bình Dương khi mà họ đã có hai tình. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Hàng thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đã giật mình. Thành Thắng phản xạ nhanh trong tình huống trước đó. Và Anh Đức thì tạt bóng chân trái nguy hiểm. Phía sau Augusto không vào. Một lần nữa Augusto đã không thể chiến thắng được Thành Thắng. Chúng ta hãy xem lại tình huống tạt bóng hoàn hảo của Tô Văn Vũ và pha tiếp bóng cũng rất tốt của Augusto. Bóng đi đập 6 cầu thủ áo xanh phía trong và tuyến hai xuất xa không vào. Một pha phối hợp rất đặc biệt của các cầu thủ BKMX Bình Dương. Và thực ra mà nói thì BKMX Bình Dương cũng đã học chính câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong tình huống phối hợp này. Ai đã từng theo dõi V-League kỹ ở mùa đời và sự nghiệp thú vị của Tô Văn Vũ sẽ được kể một cách kỹ hơn trong chương trình Phương Nam Show sẽ được phát sóng ở cuối tháng này. Sẽ là một câu chuyện thú vị về một cầu thủ. Nguy hiểm, Tô Văn Vũ không vào. Vẫn không vào. Chúng ta vừa nhắc đến Tô Văn Vũ thì Tô Văn Vũ lại bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Cuối cùng thì vẫn chưa thể chiến thắng được Thanh Thắng. Thanh Thắng phản xạ nhanh trong tình huống đầu tiên của Wander Luiz. Rất hoàn hảo. Ismail. Văn Thành. Hồ Thành không vào. Một pha phối hợp rất nhịp nhàng của các cầu thủ chủ nhà. Và pha tạt bóng rất vừa tầm của Ismail. Pha bước một cũng là hoàn hảo của Văn Thành. Văn Thành hoàn toàn có thể xoay người dứt điểm, nhưng anh đã đồng đội khi nhả ra cho Ngô Hoàng Thịnh băng lên. Đỗ Văn Thuận bắt bài. Tiếp tục là một tình huống truyền khoảng trống cho Ismail. Tấn Trường ra rất xa. Quỳnh Kessley không vào. Vừa rồi là sai lầm của thủ môn Tấn Trường, nhưng Quỳnh Kessley đã không tận dụng thành công. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Kessley đã không chế bóng và đưa ra một pha dứt điểm bằng chân trái rất tự tin. Anh cũng đã phán đoán được là Tấn Trường. Các đồng đội rất yên tâm mỗi khi chuyển được bóng đến chân của Huỳnh Kessley. Rất hay, pha bật từ 1-2 giữa Masaray và Huỳnh Kessley. Trả ngược, căng ngang. Đã có bàn thắng thứ hai cho Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có vẻ như đó là một tình huống phản lưới nhà của Hồ Tấn Tài hơn là pha ghi bàn của Ismail. Niềm vui của huấn luyện viên Chung Hoi Song và ban luyện cũng như các cầu thủ dự bị. Bởi vì phút thứ 89 và tỷ số là 2-0 thì gần như 100% phần thắng sẽ thuộc về đội chủ nhà.
Và đây là niềm vui của các cổ động viên trên khán đài sân Đậu Thống Nhất. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Pha bật tường hay của Kesley cho Man City. Đường chuyền ngang của Man City cũng là rất tuyệt vời. Và đúng là như vậy, người chạm bóng cuối cùng là Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài đang có một mùa giải tốt, có phong độ tốt, nhưng anh cũng là một trong những cầu thủ đang khó trách cho Hồ Tấn Tài trong tình huống vừa rồi. Bởi vì nếu như Hồ Tấn Tài không kịp can thiệp thì người tiếp bóng sẽ là Ismail. Pha bóc bóng ngẫu hứng của anh Đức. Tấn Tài đã phản lưới nhà trong tình huống bàn thua thứ hai. Còn đây là tình huống anh Đức đã có một pha ngả người móc bóng hoàn hảo. Không qua. Và đúng lúc này thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và BKMX Bình Dương. Tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.